Đặc trưng là tép mỡ làm từ da vịt. Đây, anh thấy không? Đây, tép mỡ làm từ da vịt. Cả nhà nha, mình đang có mặt ở cái tuyến này là tuyến tránh thị trấn Dòng Trơm. Đó, mọi người đi từ thành phố Bến Tre xuống đây, mọi người sẽ gặp ngay cái bụng bên này nè. Thì ở bên đây á, nó có một con đường hẻm rất là nhỏ để đi vào cái quán gọi là quán bánh canh lùm. Không có địa chỉ nha, mọi người hãy gõ lên Google là bánh canh lùm Dòng Trơm để ra chỗ này nha, chứ không hề có địa chỉ được, rất là khó đi. Mình sẽ giới thiệu đến mọi người đến cái quán bánh canh lùm này có gì mà đặc sắc nha. Rồi, đây là lối vào quán. Đây, mọi người thấy không? Có con hẻm nhỏ đó, quẹo vô. Quán không phải nằm mặt tiền nha. Con đường vô rất là đặc biệt luôn. À, mọi người thấy luôn đi vào quán. Đây là, không biết lý do tại sao mà họ bán ở trong đây mà nó ngon tới cỡ nào mà người ta vẫn có thể đi vào trong này. Đây, cho người xem cái quán đây. Rất là đặc biệt. Tôi có một mề. Cái mề còn không con? Nãy là sáng rồi á, hồi lúc trưa trưa. Nó dùng qua hết mề. Mề rồi. Ủa cái này là gì vậy con? Ủa bán luôn hả? Bánh canh mà bán thịt này luôn hả? Chà, quán nấu củi nè cả nhà. Cho một tô ruột mề đầu nè, cái mề nè, sót cái mề nè. Đâu vậy? Như cô thấy vậy? Thấy mề không? Đầu đầu được cô sắt vô một tô. Rồi. Rồi cho con một tô. Này bán bao lâu rồi cô? Nhiều người dặn rồi. Đây đi. Nhiều người dặn rồi không. Quay này nè, này mới đặc trưng nè. Thì giờ cho đầu, cánh, quyết nếp, ruột, ruột lấy hết không? Mề, ruột lấy hết luôn đi. Rồi. Rồi gì nữa? Đó thì lấy thêm đi, lấy thêm. Mày tắt cái tao bán đi quay hoài, tao không bán nè, để mày quay. Cho nhiều mỡ hành nha, với cho một tô thịt này luôn đi. Rồi, rồi ra đi múc cho. Đây là thịt nè, đây là thịt 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 vịt nè, không họ bỏ vào trong cái tô nè, giống như thịt kho vậy á, đặc biệt lắm nha. Còn mấy canh này lạ quá Ti, đâu phải bánh canh mà được nè. Này rất là lạ luôn. Bỏ chung với thịt kho. Thịt kho. Thịt này không phải thịt kho hả? Thịt kho vịt mà. Chúng mắm mình nhau. Tôi cảm nhận ơi. Thơm quá vậy. Không hành tỏi phi vậy.